Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm qua thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium sản xuất cuối năm 2018 ạ. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe này được sản xuất là cuối năm 2019 quý vị các bạn nhé, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và sản xuất cuối năm 2019 này thì là còn bảo hành rất là dài quý bạn ạ. Chiếc xe này còn bảo hành tại hãng rất là dài cơ, và có thể nói đây là chiếc xe siêu lướt. Chiếc xe này cũng lăn bánh là hơn 4 vạn km, và cái đồng hồ hơn 4 vạn này là chúng tôi cam kết với quý vị bạn là đồng hồ nguyên bản ạ, vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng, cho nên tôi để nguyên cái đồng hồ này ạ. Và dàn lốp theo xe còn nguyên bản và lốp sơ cua thì chưa hạ quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản á. Và quý vị các bạn xem về chiếc xe này thì quý vị bạn thấy được nó khác luôn với chiếc xe 2018 hôm qua, khác về cái phần form ạ, tức là gọi là model mới đấy ạ. Từ model 2019 là nó sẽ thay đổi ạ, khác với phiên bản model 2018 nhé, khác toàn bộ về phần đèn này, về phần mặt ca lăng này, về rất là nhiều thứ nữa. Lát nữa thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý bạn về những cái phần khác của chiếc xe này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 575 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport sản xuất cuối năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thank you.